Em xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nha. Hôm nay em lại tiếp tục quay review cho mọi người xem. Em đi cắt hoa cẩm tú cầu nhé. Bữa nay hoa rất là đẹp luôn. Bữa nay là ngày 21 tháng 10 là em đi cắt hoa để đóng nha. Đây cả nhà. Mấy bữa vừa rồi mưa bão quá, bữa nay thì trời được hứng nắng lên. Cả nhà xem kênh hãy nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ giúp em để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về hoa cẩm tú cầu và cách đóng hoa, cách trồng hoa màu ở bên khu vực nhà em nhé. Cách chăm sóc hoa cẩm tú cầu như thế nào nhé. Bên nhà em thì không những là trồng hoa cẩm tú cứ bán hoa cẩm tú cầu không, mà nhà em còn bán cả mầm hoa cẩm tú cầu nữa nha. Cả nhà ai cần thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây nha. Hoa cẩm tú cầu bữa nay cắt này cả nhà. Đó. Gì em đang cắt đó. Đây. Bữa nay là nhà em là đang cắt tỉa bỏ đi những cái hoa già nhé. Hoa già là hoa này này, là hoa già này. Đó. Nó già đó, là đang cắt tỉa bỏ đi nha. Và cắt hoa cẩm tú cầu này nha, là các bạn phải cắt cho sát xuống gốc luôn nha cả nhà. Đây này. Đó. Cắt sát hết xuống gốc luôn nhé. Đó, hôm nay là cắt bỏ hết đi rồi đây. Và tuốt lá nó nhé. Đây này. Đó. Cắt sát xong bắt đầu ta phải tuốt hết lá này đi này. Đó. Toàn bộ là để phải tuốt lá hết. Đó. Nha. Để cho nó cây nó thoáng cây rồi. Nó đẹp cây. Nó cũng không bị nấm cây nhé. Nấm. Không bị bệnh nấm nhé. Đó. Đó. Đây. Hoa bắt đầu đang nhú ra rồi đây này. Đó. Đây. Nhú bông ra là nó thế này. Bắt đầu nó sẽ đổi màu dần. Cứ càng to ra thì lại càng đổi màu. Đó là đây là đang rễ dưới này là đang cắt tỉa cây tỉa lá đi này. Đó. Chúng ta nhìn rất là thoáng nha. Đó. Và dãy trên này là chưa cắt cho nên là còn rất là nhiều bông đã già. Các bạn chơi hoa thì có thể để được, chứ như nhà mình là giờ hoa để bán nên những hoa này là mình phải cắt bỏ hết nhé. Những hoa già này là phải cắt bỏ đi. Đó. Đây các bạn thấy không, khi cắt xuống sát xuống gốc rồi này, cắt sát xuống gốc rồi này, đó là tận dưới tận gốc luôn này, mầm nó sẽ mọc từ dưới gốc mọc lên này, đó. Các bạn thấy không? Bất kể một chỗ nào nó cũng sẽ mọc, nó mọc lên, đó. Nó chui lên rất là nhiều, chỗ nào cũng vậy hết luôn, nha. Yeah. Cho nên hoa cẩm tú cầu là các bạn cắt hoa là các bạn phải cắt sát xuống gốc. Chứ cắt càng cao này thì nó sẽ cái thân nó lên nó sẽ càng cao, nó khó chăm sóc nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về cách thức trồng hoa cẩm tú cầu, cách chăm sóc
như thế nào và cách đóng hoa như nào nhé. Ai cần mầm cẩm tú cầu thì có thể liên hệ với em, hoặc là hoa cẩm tú cầu thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Và hãy nhớ đừng quên là hãy ấn đăng ký kênh. Rồi, tạm biệt cả nhà.